Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Đây là những bộ đồ mình may cho hai bạn nhỏ nhà mình lúc trước, mặc trong ngày lễ Halloween. Bây giờ lớn rồi nhưng mà con trai vẫn thích bộ Super Mario, nên mình sẽ may lại cho bạn ấy bộ khác. Năm nay thì mình không có thời gian kiếm vải màu đúng, cho nên mình sẽ may bằng cái vải màu đậm hơn. Bên này thì người ta dùng bút chì thay cho phấn may, loại bút chì cho thợ may. Giờ thì mời cả nhà cùng coi mình may và kết quả như thế nào nhé. Đây là thành phẩm của mình. Mấy bữa nay bận quá không ra coi vườn bí này, lá nó mốc hết trơn rồi. Cũng được vài trái. Vườn bí năm nay mình trồng thì được 4 trái, tại vì mình đi Việt Nam về cũng trễ rồi, cho nên mình trồng chỉ được vậy thôi. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương, ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.